Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ hay đỉnh cao của danh thủ vương thứ nhất. Trong ván cờ đầu tiên, anh cầm bên đỏ đi tiên đại chiến cùng vương khuếch và đầu trong giải cờ tướng thế giới năm 2022. Chứ 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 Chứ
吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho bình sạch qua để mở đường cho pháo cắm đáy tấn công thì bên đen đã buông cờ xin thua khi đường công đến từ bên đỏ quá mạnh, đặc biệt còn hơn quân. Sau đây xin kính mời các bạn đón xem bài đấu thứ hai. Đây là trận cờ đánh trong giải cờ tướng giác cấp huyền tái năm 2023. Vương đi tiên và đại chiến cung kỳ thủ cầm bên đen là Tôn Thật Dương.
吃 吃 吃 吃 吃 吃吃 吃 吃 将军 吃 将军
吃。 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 将军。 吃。 将军。 将军。 将军。
将军。吃。将军。吃。将军。吃。Tới hình cờ trên thì bên đen đã phải buông cờ xin thua. Như vậy kênh học của Tứ Online vừa gửi tới các bạn hai ván đấu trên, hai ván cờ rất hay, đặc sắc đến từ ngoại tình lê khách. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.